chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Đồ Họa Thuận Yến. Trong phần hướng dẫn Premiere RCC 2020 hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình mình làm việc với Premiere để tiến hành biên tập, edit video. Thì đầu tiên, các bạn sẽ tìm hiểu một cái quy trình để mình thực hiện được một cái video hoàn chỉnh. Để thực hiện một cái video hoàn chỉnh thì mình gồm hai cái phần chính. Đầu tiên là cái phần chuẩn bị, mình tạm gọi là phần tiền kỳ á. Cái phần này mình sẽ tìm hiểu những cái nội dung liên quan đến cái video mà mình muốn dựng. Ví dụ như các bạn muốn giới thiệu một cái sản phẩm về mỹ phẩm đi, thì các bạn phải tìm hiểu đó là cái sản phẩm đó nó có nguồn gốc từ đâu, nó có công dụng gì, rồi những cái phần nào mà các bạn sẽ đưa vào trong cái video của mình nó có những cái đặc điểm gì nổi trội. Sau khi mà các bạn chuẩn bị phần nội dung xong thì các bạn sẽ tiến hành chuẩn bị một cái phần kịch bản. Thì mình phải diễn như thế nào để mình nổi bật lên những cái tính năng sản phẩm của mình, thì cái phần này là cái phần cực kỳ quan trọng. Nó sẽ quyết định toàn bộ cái phần video của mình. Tại vì sau khi mà các bạn chuẩn bị xong cái phần kịch bản thì mình tiến hành quay hay là biên tập edit video, mình đều sẽ dựa theo cái phần kịch bản này. Nó đóng vai trò giống như là cái bản đồ để định hướng cho mình làm việc. Nếu như mà các bạn không chuẩn bị cái phần kịch bản này á, thì các bạn sẽ rất là khó làm. Ví dụ như hôm nay các bạn cảm thấy mình làm như vậy là ok, nhưng ngày mai thì có thể là các bạn sẽ nghĩ khác. Do đó là cái kịch bản nó sẽ đóng vai trò giống như là một cái kim chỉ nam để mình có thể là định hướng mà mình bám sát vào đó, và tất cả những cái gì mình làm nó sẽ gắn với cái phần kịch bản của mình. Thì sau khi mình đã có một cái kịch bản hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ tiến hành mình quay phim và tìm các nguồn media bao gồm là âm thanh, hình ảnh, video, những cái gì mình sẽ liên quan tới cái phần kịch bản này. Thì đây là cái phần tiền kỳ, mình sẽ không có nói nhiều, chủ yếu là các bạn nắm để các bạn có thể hình dung ra và các bạn tìm hiểu thêm về cái phần này. Chủ yếu của mình là cái phần số 2 là chỉnh sửa biên tập edit video. Thì đây là cái phần hậu kỳ, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái quy trình mình hay làm việc với Premiere để mình có được một cái video hoàn chỉnh. Các bạn có thể hình dung dựng phim nghĩa là mình sẽ có nhiều cái video âm thanh, hình ảnh, nhiều cái video khác nhau, xong sau đó các bạn sẽ cắt ghép biên tập nó lại, thêm hiệu ứng, thêm title, thêm test, thêm những cái phần nội dung khác để mình được một cái video hoàn chỉnh thể hiện cái phần nội dung mà mình muốn truyền tải đến cho người xem. Thì ví dụ như ở đây mình có hai cái video, thì cái việc trước tiên là mình phải xác định là cái video mình nó có định dạng gì. Mình lít phải vào video nè, mình xem cái thông số video của mình trước, media info á. Thì mình sẽ xác định là cái video của mình đây, nhất là nó là cái chuẩn Full HD, frame rate là 2997. Thì cái video của mình là gì? Full HD đúng không? HD là 1280 nhân cho 720. Rồi cái frame rate là 29.97. Thì cái thứ nhất, cái đây là cái độ phân giải, và cái thứ hai là cái số khung hình trên giây. Thì nó sẽ có nhiều, ngoài những cái định dạng này ra nó sẽ có những cái định dạng khác. Ví dụ như nó cũng có thể là HD, nhưng mà nó là 25 frame, tức là nó chỉ có hai khung hình thôi, 25 khung hình thôi, hoặc là 50 frame và 60 frame đấy, hoặc là 120 frame. Rồi ngoài ra, ngoài HD ra thì nó còn có thể là Full HD. Đó là 1920 nhân cho 1080. Ngoài ra nó còn những cái chuẩn khác, ví dụ như 2K, đây 4K, thậm chí là có thể lên đến 8K. Đó, rất là nhiều. Thì mình phải nắm được những cái chuẩn này để mình làm gì? Mình dựng cái video mình cho đúng. Mình tạo cái sequence cho đúng. Thì các bạn lưu ý giùm mình nè, đặc biệt là các bạn quan trọng nhất là cái frame rate. Thì cái video của mình, ví dụ như cái video của mình là 20 frame, 25 frame, thì các bạn nên tạo cái sequence là 25 frame.
Nếu mà cái sequence của mình là 30 frame thì các bạn tạo cái sequence của mình cũng là 30 frame. Trường hợp nếu mà cái video của mình 25 mà các bạn dựng nó ở 30 thì nó sẽ dễ bị lỗi. Dễ bị lỗi ha. Nó sẽ hay bị cái dạng sọc trăng cưa đó, nó rất là xấu. Do đó là mình nên tạo đúng cái frame rate của mình. Trường hợp ví dụ như các bạn làm những cái hiệu ứng đặc biệt như slow motion gì đó, các bạn phải quay frame cao rồi mình hạ xuống á, thì cái này trong cái quay slow motion, cái kỹ thuật hướng dẫn về cái kỹ thuật slow motion thì mình sẽ nói rõ cho các bạn. Thì các bạn ở đây lưu ý giùm mình là sau khi các bạn xem cái thông số video xong thì các bạn phải nhớ là cái phim mình nó ở chuẩn gì, bao nhiêu frame trên giây, bao nhiêu khung hình trên giây, thì các bạn sẽ tạo cái sequence tương tự giống như vậy. Thì cái này cũng có một cái lưu ý để khi các bạn quay phim á thì các bạn nhớ là mình phải quay những cái này nè. Mình sẽ thiết lập, tại vì có thể là mình sẽ quay từ nhiều thiết bị, ví dụ như mình có thể là quay từ điện thoại chẳng hạn, điện thoại hoặc là máy quay thì có nhiều cái dạng máy quay khác nhau, hoặc là mình quay flycam, á đó, thì mình phải điều chỉnh sao cho nó chung một cái số frame. Chung một số frame thì mình sẽ dễ dựng. Nếu mà mình quay một dạng là 25, một dạng là 30 thì về mình sẽ rất là khó. Và khi mình dựng rồi thì sẽ có những cái đoạn phim mà nó khác số frame thì nó sẽ không có được đẹp, hoặc là nó khi mà render ra nó sẽ dễ bị lỗi. Rồi, cái phần rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Sau khi các bạn xem thông số xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái sequence cho nó phù hợp. Sau khi các bạn tìm hiểu thông số video xong thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái sequence cho nó phù hợp. Thì đầu tiên là các bạn phải mở cái phần mềm Premiere lên. Thì trong cái video hướng dẫn trước mình đã hướng dẫn cho các bạn về cách tìm hiểu giao diện, cách thiết lập giao diện rồi. Các bạn xem lại cái video đó giúp mình nha. Ở đây mình sẽ không nhắc những cái phần đó nữa. Đầu tiên là các bạn sẽ vào NeuralJack để mình tạo cái dự án mới. Đặt tên. Role là mình sẽ chọn vị trí lưu. Thì các bạn lưu ý là mình sẽ lưu nó chung trong cái thư mục media của mình. Để nó ít bị cái tình trạng là mất link file. Thì lý do tại sao mình phải lưu trong cái thư mục này thì các bạn có thể lên cái kênh YouTube của trung tâm để mình xem lại cái video về mất lỗi mất link media đó, để mình hiểu rõ hơn cái này nha. Rồi, các bạn lưu trong thư mục này giúp mình. Rồi, ok. Sau khi các bạn tạo tạo xong một cái project rồi, mình xem thông số video xong rồi, mình sẽ tiến hành tạo sequence. Các bạn vào file nè, new, tạo sequence. Ở trong đây các bạn sẽ thấy một sequence reset nè. Sequence reset thì nó sẽ bao gồm những cái định dạng video theo những cái chuẩn quốc tế nó có sẵn rồi. Thì đầu tiên các bạn sẽ vào một AVC HD cho mình. Đây là cái chuẩn định dạng phát Full HD, HD. Các bạn có thể tùy chọn một cái định dạng, cái reset bất kỳ. Thì các bạn sẽ thấy ha, ở bên đây nó sẽ hiển thị cái mục video setting. Nó cũng bao gồm hai cái thông số là frame size và frame rate. Nó sẽ tương ứng với cái định dạng mà mình nó sẽ tương ứng với hai cái thông số mà mình đã xem hồi nãy. Đây. Nè, nó sẽ tương ứng với hai cái thông số mà mình đã xem hồi nãy. Đây cái frame frame size nè. Rồi các frame rate nè, thì các bạn sẽ chọn tương ứng làm sao cho hai cái thông số này nó tương ứng với nhau. Thì đặc biệt quan trọng nhất vẫn là cái frame rate của mình. Thì nãy của mình là 1280 đúng không? Thì mình sẽ nó sẽ nằm trong cái mục đây AVCHD 1280. Này, 1280. Cái frame rate của mình là 30 thì các bạn 2997 nè, các bạn sẽ chọn 2997. Cái phần này các bạn nắm cho kỹ giúp mình nha. Nếu mà các bạn muốn điều chỉnh những cái thông số khác thì các bạn có thể vào setting nè, mình có thể điều chỉnh lại ha. Ví dụ như đôi khi mình dựng những cái định dạng đặc biệt gì đó
thì các bạn có thể tùy chọn trong đây. Mình chọn. Rồi, các bạn ok cho mình, các bạn đặt tên ha. Đặt tên, có thể đặt tên. Rồi, ok ha. Thì mình đây, mình vừa tạo ra một cái sequence. Các bạn có thể xem lại thông số của nó bằng cách là lít phải vào rồi chọn sequence setting để mình xem lại thông số, và mình cũng có thể điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Nếu mà cái video của mình nó cái sequence mình chọn không đúng thì các bạn cũng có thể vào đây để các bạn tùy chọn lại cho nó phù hợp ha. Rồi. Sau khi mình đã chọn được một cái sequence phù hợp rồi thì mình sẽ import media vào và tiến hành cắt ghép cơ bản. Để import file thì các bạn vào file import, phím tắt là Ctrl Y nha. Rồi, mình sẽ để import file thì các bạn vào file import. Rồi các bạn sẽ chọn đường dẫn tới cái video ở đây. Mình sẽ gửi cho các bạn những cái file này để các bạn thực hành á. Open. Rồi, đây mình đã import vào hai cái video cho mình rồi. Thì các bạn tiến hành cắt ghép thì đầu tiên là các bạn lít đúp vào video nè, nó sẽ hiển thị cái video gốc trên cái cửa sổ sụt cho các bạn. Ví dụ như trường hợp mà các bạn muốn đây, ví dụ như các bạn muốn cắt đoạn video từ đây, các bạn muốn lấy đoạn video bắt đầu từ đây thì các bạn lít vào cái công cụ Make-in cho mình. Rồi, các bạn có thể review. Rồi, ví dụ như các bạn muốn lấy đến đoạn này thì các bạn lít vào Make-out. Make-out mình sẽ giới hạn, Make-in là mình sẽ giới hạn phần đầu, Make-out để mình giới hạn phần cuối. Rồi, các bạn có thể nhấn